các bạn thấy không? Hello các bạn, là Long đây, các bạn thấy không? Đây là đang Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa nè. Nè, xe cấp cứu quá trời các bạn thấy không? Mà mấy cái xe cấp cứu các bạn biết chở gì không? Chở quan tài bên trong đó. Nè, mình quay vô các bạn thấy quan tài nằm trong không? Đó các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5 xe nào cũng chở quan tài hết nha các bạn nha. Trời ơi, quá kinh khủng. Toàn bộ các xe ở đây là chở quan tài, chở người đi thiêu nha các bạn nha. Các bạn thấy không? Ở trong đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 xe nè. Bên đây nè, 11 xe nè. Bên đây nè, 12 xe nè. 13 xe nè, 14 xe nè, trên kia 15 xe nè. Đó, đây hai xe nè, các bạn thấy không? Đó, hai quan tài các bạn thấy nằm trong không? Bởi vì dịch Covid này các bạn thấy như vậy nha. Số lượng người chết ở đây rất là nhiều rồi đó. Mình đang ở Bình Hưng Hòa nè. Bởi vì các bạn không có việc gì thì không nên ra ngoài đường nghe chưa? Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.